ngoại hình trẻ trung của mẹ chồng Khánh Thi. Kiện tướng Dan Scott, Khánh Thi thường khen mẹ chồng xinh đẹp, trẻ trung so với tuổi mỗi lần khoe ảnh gia đình. Khánh Thi thường gọi mẹ chồng là bà nội xinh đẹp vì ngoại hình, phong cách trẻ trung. Bà cũng chính là người đưa con trai đến gặp Khánh Thi để theo học Dan Scott khi Phan Hiển mới là một cậu nhóc mới lớn. Trong bữa tiệc sinh nhật hôm 17 tháng 3, mẹ chồng của Phan Hiển diện cánh tiên chất liệu ren và hoàn thiện phong cách bằng mái tóc buộc nửa, nhuộm đen. Mẹ của Phan Hiển nối nghiệp gia đình, kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Khánh Thi cho biết bố mẹ chồng là hậu phương vững chắc để cô và ông xã yên tâm theo đuổi sự nghiệp. Mỗi khi vợ chồng cô đi công tác hay tập huấn dài ngày, ông bà sẽ đảm nhận việc chăm sóc các cháu. Ở đời thường, mẹ chồng Khánh Thi được nhận xét giản dị, trung thành với một vài kiểu váy áo và mái tóc buông xõa tự nhiên, hạn chế phụ kiện dù là một nữ đại gia trong lĩnh vực kinh doanh. Trong ảnh, gia đình Khánh Thi quay quần dự lễ đầy tháng của bé Lisa hồi cuối 2023. Những dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng của gia đình, mẹ chồng Khánh Thi thường chọn áo dài cách tân với các chi tiết bèo nhúng hoặc váy dáng dài dáng suông. Mẹ chồng Khánh Thi chọn một chiếc đầm hồng nổi bật khi khoe sắc bên con cháu dịp Tết Nguyên Đán 2023. Khánh Thi từng cho biết mẹ chồng cô rất tâm lý, tế nhị, chỉ thỉnh thoảng khuyên nhủ khi cô nóng tính chứ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của các con. Dịp Tết 2023, mẹ chồng Khánh Thi khoe sắc trong chiếc áo dài màu hồng phấn đồng điệu với con cháu. Ngoài Phan Hiển, bà còn có một người con gái cũng nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Khánh Thi cho biết đại gia đình sống chung dưới một mái nhà nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy áp lực khi làm dâu vì bố mẹ chồng luôn để các con có không gian riêng, thoải mái, tự do làm điều mình muốn. Khánh Thi làm đám cưới với Phan Hiển hồi tháng 12 năm 2022, sau 7 năm chung sống như vợ chồng và có hai con Kubi, Anna. Sau lễ thành hôn, họ có thêm con gái Lisa sinh tháng 9 năm 2023. Phan Hiển có lần cho biết anh rất vui khi thấy mẹ và vợ vui vẻ, hòa thuận. Ngày mới yêu và lập gia đình với Khánh Thi, anh không nghĩ có ngày mẹ mình lại cởi mở với con dâu như vậy. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.